hình ảnh của những cô gái nông thôn lên thành thị lập nghiệp, nhớ về quê hương, nhớ về tuổi thơ, nhớ về những đêm trăng rằm là hình ảnh chính của nhà vườn cô Tấm ngày nay. Xã hội hiện đại nhưng không vì thế mà những ký ức về miền quê xưa bị mai một. Sau đây xin mời quý vị sẽ đến với tiết mục Cô Tấm ngày nay, biên đạo Ninh Hưởng Bánh Đinh do Nhi Đồng đến từ đội La Thắng biểu diễn. Xanh thắm xanh đồng lúa thắng cánh cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ em ra chốn đô thắng.